Trận đèo An Khê năm 1972 trong mùa hè đỏ lửa. Quý vị và các bạn thân mến, trận đèo An Khê năm 1972 là trận đánh giữa Trung đoàn 12 thuộc Sư đoàn 3 quân giải phóng và lính Đại Hàn trong chiến dịch xuân hè, hay còn gọi là mùa hè đỏ lửa 1972. Cuộc chiến này diễn ra như thế nào? Kết quả ra sao? Để tìm câu trả lời, mời các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân dung lịch sử. Nhiệm vụ quân giải phóng trên đèo An Khê. An Khê là một vị trí có tầm quan trọng, bình phong án ngữ đường số 19, là bàn đạp của địch uy hiếp miền Tây Bình Định, là nơi xuất phát của bọn biệt kích phá hoại căn cứ miền Tây Liên Khu 5. Đèo An Khê dài trên 10 km, rất hiểm trở, có nhiều đoạn cua, gấp khúc, xe cơ giới không sao chạy nhanh được. Hai bên đường đèo là đồi núi liên hoàn. Đèo An Khê hiện ra với con đường ngoằn ngoèo chạy theo sườn phía nam dãy núi Ông Bình. Từ cống Hang Rơi, chân đèo thuộc phần đất của tỉnh Bình Định, lên núi Cây Rui dài khoảng 10 km, là đoạn đường hiểm trở nhất. Núi Cây Rui là ranh giới giữa hai tỉnh Bình Định và Gia Lai. Đi thêm nữa là đèo Mang Giang, nơi khi xưa vào ngày 24 tháng 6 năm 1954 đã xảy ra trận đèo Mang Giang phục kích binh đoàn 100 của Pháp, khiến Pháp thiệt hại rất nặng. Chạy gần như song song với đường 19 về phía đông, đông nam là sông Côn và một nhánh của sông Côn là sông Cái. Sông Côn rộng có nơi khoảng 200m, cách đường 19 trung bình 1 km. Sư đoàn 3 quân giải phóng có 3 trung đoàn, gồm trung đoàn 2, 12 và 22, di chuyển từ Quảng Ngãi và Quảng Nam. Sau Tết Mậu Thân đã bị tổn thất nặng. Theo lệnh của quân khu, tháng 2 năm 1970, sư đoàn bộ binh 3 giải thể trung đoàn 22, đưa lực lượng xuống các tỉnh để hoạt động. Tiểu đoàn 7 về tỉnh Quảng Ngãi, tiểu đoàn 8 về Bình Định, tiểu đoàn 9 về Phú Yên. Trung đoàn bộ binh 21 từ miền Bắc vào do đồng chí Việt Sơn làm trung đoàn trưởng, được điều về thay cho trung đoàn bộ binh 22. Năm 1972, quân khu 5 quyết định giải thể sư đoàn 711 và trung đoàn bộ binh 21 để lấy binh sĩ bổ sung cho các đơn vị khác. Sư đoàn 3 do đó chỉ còn 2 trung đoàn, bao gồm trung đoàn bộ binh 2 hoạt động tại các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát và trung đoàn bộ binh 12 chuyển vào phía nam tỉnh Bình Định, tập trung chủ yếu đường 19. Nhiệm vụ của Trung đoàn Bộ binh 12 trong trận đèo An Khê là cắt đứt giao thông tiếp tế của quân Việt Nam Cộng Hòa trên đường 19, từ đồng bằng miền Trung lên cao nguyên, kìm giữ sư đoàn Mãnh Hổ Đại Hàn và một bộ phận quân chủ lực Sài Gòn, tạo thuận lợi cho mặt trận B3 ở Tây Nguyên và đồng thời cho sư đoàn hoàn thành nhiệm vụ tại chiến trường Bắc Bình Định. Sự chuẩn bị lực lượng. Lực lượng Đại Hàn Nam Triều Tiên, đồng minh của Mỹ trên chiến trường thuộc Liên khu 5 có 3 đơn vị. Tại tỉnh Quảng Ngãi có lữ đoàn thủy quân lục chiến Rồng Xanh, Thanh Long, lữ đoàn thủy quân lục chiến Bạch Mã ở Phú Yên, sư đoàn bộ binh Mãnh Hổ ở tỉnh Bình Định, chủ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ đường 19. Để hỗ trợ mục tiêu trên, phía lực lượng sư đoàn 3 ở đồng bằng cần tập trung lực lượng xây dựng cụm chốt cắt giao thông tại đèo An Khê trên đường 19, chủ yếu từ cống Hang Rơi phía đông đèo đến núi Cây Rui. Đỉnh đèo có chiều dài từ 15 đến 20 km. Với quyết tâm là đánh bại mọi cuộc phản kích, giải tỏa của quân Việt Nam Cộng Hòa, cắt đứt mọi sự vận chuyển tiếp tế của phía Việt Nam Cộng Hòa từ đồng bằng lên Tây Nguyên. Do vị trí hết sức quan trọng của tuyến đường 19 đối với sự sống còn của các lực lượng đồn trú và hệ thống chính quyền của địch ở vùng cao nguyên, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã bố trí tại đây nhiều đơn vị thiện chiến của Nam Triều Tiên như sư đoàn Mãnh Hổ, 6 tiểu đoàn thuộc trung đoàn 24, lữ đoàn Bạch Mã, 1 tiểu đoàn cùng 5 đại đội bảo an Việt Nam Cộng Hòa. Khi cần thiết có thể tung các trung đoàn chủ lực cơ động thuộc sư đoàn 2, sư đoàn 23, 4, liên đoàn biệt động quân lên giải tỏa. Lực lượng trung đoàn 2 quân giải phóng thiết lập nhiều chốt dọc theo đường 19 với mục đích là cắt đường tiếp tế huyết mạch này. Cụm chốt chính nằm ở phía đông đường 19, bao gồm điểm cao 638, chốt Cây Rui, điểm cao 384, cống Hang Rơi do tiểu đoàn 6 bộ binh, 3 đại đội 61, 62, 63 chốt giữ. Cụm chốt phụ nằm ở phía tây đường 19. Chốt giữ từ suối Văn Ngày đến suối Vôi do hai đại đội công binh chốt giữ. Nhiệm vụ của cụm chốt phụ là trợ lực cho cụm chốt chính, phân chia lực lượng binh sĩ Đại Hàn tại đây, tổ chức phòng ngự từ xa cho cụm chốt chính. Điểm quan trọng của toàn bộ chiến dịch là đại đội đặc công quân khu đánh chiếm được mỏm phía bắc của điểm cao 638, nơi có một đại đội thuộc sư đoàn Mãnh Hổ đang chốt giữ để đại đội 61 triển khai lực lượng trên cả hai mỏm điểm cao, hình thành thế ỷ dốc. Đêm ngày 9 tháng 4,
Tất cả các lực lượng làm nhiệm vụ chiến đấu tại trận đèo An Khê của Trung đoàn Bộ binh 12 đã triển khai xong về nơi tập kết, chuẩn bị công sự. Chiến sự diễn ra trên đèo An Khê. 2 giờ 12 phút sáng ngày 10 tháng 4, khi đại đội đặc công tiếp cận mỏm phía bắc của chốt cây rui đã bị lộ ngay tại lớp hàng rào kẽm gai đầu tiên, không thực hiện được đánh chốt địch bằng phương án mật tập. Cối 82mm được ống ngắm Hồng Ngoại chỉ thị mục tiêu phối hợp với 4 trực thăng vũ trang đã dần nát đại đội đặc công. Toàn đại đội gần như xóa sổ sau 10 phút giao tranh. Theo như tài liệu của sư đoàn Mãnh Hổ, họ thu nhặt được 18 thi thể lính đặc công. Điều tai hại này đã khiến đại đội 61 bị lộ mục tiêu chính, phải chạy như bay đến mỏm phía nam điểm cao 638 để bố trí trận địa. Vừa khống chế được 19, vừa áp chế mỏm phía bắc của điểm cao 384 cách đó 200m trong trạng thái chưa kiến trúc được trận địa phòng ngự dưới làn mưa bom bão đạn. Lúc này, đại đội 63 cùng các đơn vị công binh phá sập một phần cống hang rơi rồi chốt chặn tại đây. Lực lượng tại chỗ của Nam Triều Tiên và Việt Nam Cộng Hòa phản ứng tức thì khi điều chiến đoàn 14 vùng 2 chiến thuật gồm 5 xe tăng và 2 đại đội bộ binh lao lên đánh được 3 cụm pháo 105mm đạn An Khê, An Tân với 24 khẩu pháo thay nhau bắn mãnh liệt vào trận địa phòng ngự chốt chặn của Trung đoàn 12. Sau 2 ngày giao tranh quyết liệt, các lực lượng giải tỏa đã chọc thủng chốt phụ ở phía Tây. Hai đại đội công binh gần như xóa sổ, lực lượng giải tỏa sau đó tiến xuống khu vực tiểu đoàn 6 chốt giữ. Cụm chốt 638, 384, cống hang rơi. Phối hợp với các đơn vị sư đoàn 22 Việt Nam Cộng Hòa từ phía Quy Nhơn đánh lên, hình thành thế trận hai mặt giáp công. Thế trận diễn biến xấu dần theo hướng có lợi cho quân giải phóng. Trung đoàn 12 quân giải phóng đã điều thêm tiểu đoàn 5 dự bị của trung đoàn để tăng cường cho trận đèo An Khê. Đêm ngày 20 tháng 4 năm 1972, 10 ngày sau khi mở chiến dịch, Trung đoàn 12 nhận được điện của khu ủy và quân khu ủy khu 5 gửi xuống. Nhiệt liệt khen ngợi cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 12 đã chiến đấu rất dũng cảm. Địch ở Tây Nguyên đang khốn đốn, chúng sẽ còn cố sức giải tỏa đường số 19. Cuộc chiến đấu sẽ quyết liệt dữ dội hơn. Các đồng chí hãy nêu cao quyết tâm, công sự phải vững chắc hơn, đánh địch phải linh hoạt hơn để làm chủ mặt đường triệt để hơn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp điện thẳng cho Trung đoàn Bộ binh 12 khen ngợi. Các đồng chí đã đứng vững như bàn thạch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn đầu, cắt đường số 19, phối hợp với chiến trường chung. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, nguyên tư lệnh mặt trận B3 lúc đó cũng gửi điện. Cảm ơn chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 12 đã anh dũng cắt đường số 19, phối hợp với chiến trường chung. Ban đầu, Việt Nam Triều Tiên và Việt Nam Cộng Hòa tổ chức đánh toàn bộ cụm chốt nhưng không thành công. Vì vậy, các đơn vị giải tỏa thực hiện phương án nhổ từng chốt một. Đầu tiên là chốt cây rui, điểm cao 638, điểm cao 384 và cuối cùng là cống hang rơi. Tại cao điểm 638, sau nhiều ngày giao tranh đẫm máu, đến ngày 23 tháng 4 năm 1972, lực lượng lính Nam Triều Tiên dùng vũ khí hóa học tiêu diệt đại đội 61. Từ các trận địa pháo, đạn hơi cay đã bao trùm lên trận địa của đại đội 61. Lính Nam Triều Tiên đeo mặt nạ phòng độc lại ào ạt tấn công lên chốt. Đại đội 61 tại chốt cây rùi hy sinh gần hết, bao gồm cả đại đội trưởng và đại đội phó. Đến ngày 24 tháng 4, đại đội 61 chỉ còn lại 5 người sống sót, sau đó được tiểu đoàn 5 lên tăng viện. Tiếp tục chiến đấu đến đêm ngày 24 tháng 4 thì buộc phải rút lui do thương vong quá lớn. Tại cao điểm 384, ngày 18 tháng 4, lính Nam Triều Tiên đã dùng đến 2 tiểu đoàn từ phía Bắc và phía Đông ào ạt tấn công lên cao điểm. Đại đội 62 kiên cường trụ bám, đẩy lui nhiều đợt tấn công của địch. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Tiểu đoàn phó chính trị, đại đội trưởng Đồng Xuân Soạn và 8 chiến sĩ vẫn không rời trận địa, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng trên cao điểm 384. Toàn đại đội chỉ có một người sống sót. Tại cống hang rơi, trận chiến diễn ra ngay trên mặt đường. Giữa một bên, đạn B-40, B-41 đếm từng quả, đối mặt với một bên có thiết giáp, được pháo binh và trực thăng chi viện, thì ai dũng cảm hơn, người đó thắng. Dĩ nhiên, cái giá phải trả không phải là nhỏ. Đại đội 63 thương vong 80% quân số. Đường 19 được giải tỏa cơ bản vào ngày 24 tháng 4 năm 1972, kết thúc sau 14 ngày giao tranh ác liệt giữa hai bên. Phía binh sĩ Đại Hàn sau trận đánh đã lập bia tưởng niệm và đến sau này vẫn còn. Bạn thấy sao về trận chiến trên đèo An Khê? Hãy để lại bình luận xuống phía dưới và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.